Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn tiếp tục chương trình. Chúng ta sẽ tìm hiểu về một nghề gợi ra rất nhiều sự tò mò cho người xem và ngay cả người trong cuộc cũng vậy. Họ cũng chưa bao giờ hết hứng thú khi mà tận mắt nhìn thấy những sản phẩm của mình. Đó chính là những chuyên gia về kỹ xảo. Đây cũng là một ngành nghề mà tôi tin rằng rất là phù hợp với những bạn trẻ đam mê nghệ thuật và công nghệ. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây. Gần đây, nhiều bộ phim Việt đã tạo được sự chú ý của khán giả qua những thước phim mạo hiểm, thần kỳ hay viễn tưởng với các kỹ xảo ấn tượng. Đây là thành công ghi dấu ấn của những người làm kỹ xảo điện ảnh. Sinh năm 1992, Nguyễn Quang Huy đã trở thành một chuyên gia kỹ xảo, từng thi đỗ vào chuyên ngành công nghệ thông tin nhưng quyết định bỏ ngang để theo đuổi đam mê kỹ xảo. Huy đã sớm có những đóng góp trong các bộ phim ấn tượng như Ngày Này Ngày Nay, Quên hay Tấm Cám. Mình có thể đưa được các sản phẩm, các tưởng tượng, các cái ý tưởng của mình đối ra với khán giả, thì mình có thể được cùng làm phim với những người nổi tiếng, thì mình có thể tiếp xúc được với nhiều bạn bè về ngành nghệ thuật, thì có âm nhạc, có hình ảnh, có nghệ thuật, thì những thứ đẹp đẽ đó thì mình rất là thích. Ngành kỹ xảo Việt Nam đang có những bước tiến mới và ngày càng thu hút sự quan tâm của các bạn trẻ. Tại ngày hội tư vấn chọn nghề thiết kế làm phim hoạt hình 3D do trường đào tạo mỹ thuật đa phương tiện Arena Multimedia tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh, gần 100 bạn trẻ đã tham dự để tiếp cận gần hơn với ngành học này. Vai trò kỹ xảo ở giai đoạn hậu kỳ rất quan trọng để phục vụ được ý tưởng đạo diễn bay bổng hơn, xa hơn với những dòng phim hiện giờ. Xu thế của thế giới là những dòng phim siêu tưởng, những dòng phim siêu nhiên và những dòng phim đặt cho một cái tác phẩm định hướng cho có thể 10 năm, 100 năm sau. Với xu hướng làm phim, làm clip đó, cơ hội việc làm cho ngành kỹ xảo cũng đang mở rộng. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất là chuyên ngành này ở Việt Nam còn tương đối mới, nên việc học chuyên sâu không dễ dàng và đa phần tài liệu đều bằng tiếng Anh. Bởi vậy, để có thể theo đuổi ngành, các bạn trẻ cũng cần chuẩn bị cho mình các kỹ năng cần thiết. Cái đầu tiên đó là các bạn phải có được vốn ngoại ngữ đã, để mình có thể đọc hiểu được cái tài liệu mà người ta chia sẻ, để mình có thể tìm kiếm được cái nghiên cứu của nước ngoài. Thì tiếp đó là mình nghĩ là phải có cái vốn nghệ thuật, tức là trong đầu cũng có định nghĩa về điện ảnh, về mỹ thuật, về cái cảm thụ về màu sắc, âm thanh, hoặc là mình còn có thêm một cái vốn tin học nhất định nữa. Với sự đam mê và ham học hỏi, các bạn trẻ trong ngành kỹ xảo sẽ có thể mở ra cơ hội cho những sản phẩm phim ảnh và clip đặc sắc hơn cho thị trường Việt Nam, và đặc biệt là bắt kịp với xu hướng phát triển trên thị trường.